Lễ hội tuyết đang được tổ chức tại thị xã Sapa là điểm đến hấp dẫn của du khách trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay. Đây là lễ hội thường niên, một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn riêng có và là điểm đến yêu thích của du khách khi tới Sapa. Lễ hội được tổ chức tại nhà du lịch Sapa. Với những khung hình check-in như con đường tuyết mùa đông, rừng thông sa mô tuyết, biệt thự tuyết, vườn hoa tuyết Sapa, con đường bậc thang hoa tuyết phủ, khu vườn hoa đào, hoa mận trong tuyết rơi. Đến với lễ hội năm nay, du khách được hòa mình trong không gian Giáng sinh và mừng năm mới ấm cúng với âm nhạc dân gian và đường phố sôi động. Lễ hội sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí cho công chúng tham gia và trải nghiệm từ ngày 23 đến hết ngày 25 tháng 12.